다른 집 같았으면 너처럼 어디 단단히 고장난 며느리 이렇게 데리고 있지도 않아. 우리 성은이가 속도 좋지. 오이 trời, không hiểu sao bà lại như vậy nhỉ? Thế mới nơi. Ơ, chị nói được tiếng Việt à? Ừ. Sao lại nói được nhỉ? Tôi dừng nghe được. Tôi dừng nói được. Tôi quá trời chăng ơi, em nói thử xem. Chị em mất thời. Có thật là chị đã thường sống như thế này không? Còn hơn thế chứ, chị bị giám sát sinh hoạt 24/24 giờ. Đến cả quần áo mặc trên người cũng chỉ được mặc những bộ đã được chọn sẵn. Bây giờ chính là thiên đường đó chị. Mọi người đều đối xử với chị rất tốt. Em lấy cái gì cơ? Bà mẹ chồng, tại sao suốt ngày chỉ ở nhà chị biết không? Cứ nhìn cái kiểu tính cách cáu bẳn kia xem. Làm sao mà ra ngoài xã hội được? Đó cái gì mất tâm hồn ý? Có chứ mà anh bụi như thế. Ông bố chồng ra vẻ can ngăn. 이 인간 볼 때마다 내 발등 내가 찍은 것 같아서 거슬린다고. 에이. 너무 고깝게 듣지 마. 어른으로서 충분히 할 수 있는 소리니까. Chị chồng tuy đáng ghét nhưng còn biết suy nghĩ một chút. 어, 진짜 동서는 대단해. Chị dâu chồng thì chỉ có một từ để miêu tả. Đáng ghét. 난 동서 같으면 못 살았을 거야. 엄마 요즘 갈수록 스윙이 세지네. Em chồng toàn ăn nói linh tinh. 테스트에서 본가? 대디, 뜻과 본을 의도 보이지. 지 위라이사, 지 력특에 더 자린 토이사오. 다오나오, 나이디로, 땀은 비끈 받아서. Đúng là cảm nhận của mình vững tận dễ lắm. Vì sao thế, chị đều? Chị đều kia là mủ sún gì à? Nha, chị đều vì sao lại vắng tai xíu cái gì? Chả có kinh nghiệm những cái gì đã có. Mỏ lưỡi đã chích đến Việt Nam mà lại mắc sún sún à? Vì sao lại như vậy?